Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Một vụ án mạng rùng rợn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Người dân vô cùng hoang mang vì phát hiện xác chết của một cô gái bị cuộc chặt tay rồi để trên đỉnh núi. Hành trình tìm kiếm tên hung thủ bạc vô âm tín suốt nhiều năm trời. Vậy chi tiết vụ việc này như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Làng Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vốn là vùng rễu cao yên bình. Chiều ngày 7 tháng 5, sau buổi làm nương như thường ngày, người dân làng Cài mau chóng trở về nhà chuẩn bị cho bữa cơm tối bên gia đình. Riêng chỉ có cô gái tên Đặng Thị Thanh thì mãi tới tối muộn vẫn chưa thấy bóng. Việc phát cỏ trên nương với Thanh có lẽ phải xong từ lâu rồi mới phải. Không thấy Thanh về, người nhà và dân bản bắt đầu đỏ đuốc đi tìm. Tìm kiếm đến đêm khuya nhưng vẫn không thấy tung tích của Thanh, thậm chí còn đưa ra giả thiết Thanh ngã xuống vách núi. Thế nhưng tìm đủ mọi nơi cũng không thấy người. Trai tráng trong bản thạo đường rừng tìm cả mấy vực sâu mà Thanh có khả năng ngã khi đi về trên đường núi treo leo cũng không tìm thấy. Nương ngô chỗ cô gái phát cỏ thường ngày chỉ còn đống cỏ đã phát xong, đang chất đống, cùng chiếc cào nằm chổng chờ. Cũng vào thời điểm đó, trong thôn có một số cô gái theo người lạ đi làm ăn xa, nên giả thiết này cũng được người dân trong bản nghĩ tới. Người nhà Thanh nhờ người dò hỏi khắp nơi, thậm chí xuống cả Hà Nội, lên Lào Cai, sang Lạng Sơn để tìm, nhưng Thanh vẫn biệt vô âm tín. Nhiều ngày sau đó, gia đình vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Thanh. Thế nhưng, họ không tìm kiếm trên đỉnh núi mà đi theo hướng Thanh theo người lạ đi làm ăn dưới xuôi. Một ngày, gió từ đỉnh núi lở mang theo mùi hôi thối lan khắp vùng thung lũng tới tận làng Cài. Nghĩ rằng có thú rừng chết, thối rữa, nhưng mùi quá nồng nặc, dân bản rủ nhau lên núi lở lần nữa xem sao, nhân tiện giải quyết để không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt người dân trong bản. Càng lên cao, mùi gây thối càng đậm đặc, dân bản bới tung từng bụi cây, lùm cỏ. Cuối cùng, thứ mùi khiếp đảm đưa họ tới gốc một cây ngõa cổ thụ. Tiếp đó, không khí bỗng nặng nề, cô đặt lại, nỗi sợ hãi kinh hoàng như ôm lấy từng người dân làng Cài. Trước mắt họ chính là xác chết của Thanh. Lúc này, thi thể đang trong giai đoạn thối rữa. Hai tay Thanh bị trói chặt vào cổ, cái tư thế ám ảnh nhất mà mỗi người trong đoàn tìm kiếm hôm ấy có thể nghĩ tới. Ngay sau khi nhận được tin từ công an huyện Văn Yên, phòng cảnh sát điều tra, công an tỉnh Yên Bái đã tức tốc lên đường đến hiện trường. Đến công an huyện Văn Yên, cuộc họp diễn ra chóng vánh, đoàn công tác nhanh chóng hướng Lâm Giang thẳng tiến. Hiện trường vụ án mạng khá đặc biệt. Trên đỉnh núi, chỉ việc di chuyển đã gặp rất nhiều khó khăn. Đỉnh núi lở có độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển. Hành trình thực sự gian khổ. Vách núi dựng đứng, đoàn phải bám lao sậy, đu người leo lên theo vết người trước đã đi. Ngay từ khi tiếp cận thi thể nạn nhân, đoàn công tác đã đặc biệt chú ý đến sợi dây trói, cũng như cách hung thủ trói ghi hai tay nạn nhân vào cổ rất lạ lùng. Chính những đặc điểm này đã góp phần giúp các trinh sát phát họa đưa ra những giả thuyết về thói quen, nghề nghiệp của hung thủ. Quá trình khám nghiệm hiện trường, các trinh sát không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Trong chuyên án này, còn có sự tham gia của một người hết sức đặc biệt. Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc công an tỉnh Yên Bái khi đó, này đã nghỉ hưu, đã nhiều lần cất côn leo vách núi dựng ngược, hì hục leo lên tận hiện trường. Đường lên đỉnh núi lở rất nguy hiểm với nhiều vực sâu hàng trăm mét, cái chết như đang hiện hữu ngay bên cạnh bất kỳ lúc nào. Nhưng cũng chính những điểm này, đoàn công tác đã đưa ra những phán đoán nhận định về tính chất vụ án. Hung thủ nhất định phải là người đặc biệt, tức là người có lý do công việc nào đó tại hiện trường, như làm nương rẫy, đi săn bắt, chứ không phải người rỗi hơi cất công leo ngược vách núi dựng đứng lên hiện trường để cướp của giết người. Mặt khác, ngọn núi cũng không phải địa bàn đầu mối giao thông công cộng, nên có thể loại trừ hoàn toàn yếu tố vãng lai hay đối tượng từ địa bàn khác. Từ nhận định này, việc khoanh vùng địa bàn tìm thủ phạm được xác định. Các trinh sát tập trung rà soát các hộ dân có nương rẫy gần hiện trường và những người thường săn bẫy thú rừng trong vùng để tìm ra những nam giới có biểu hiện nghi vấn trước, trong và sau khi vụ án xảy ra, đặc biệt là những người có mặt gần khu vực hiện trường vào thời điểm nạn nhân Thanh bị sát hại. Từ sự thông thạo địa bàn dân cư của lực lượng công an xã, việc khoanh vùng đối tượng nghi vấn đã nhanh chóng thu được kết quả ban đầu. Trong số các hộ gia đình có nương rẫy gần hiện trường, gia đình bà Đỗ Thị Để ở thôn 1 xã Lâm Giang có đặc điểm nghi vấn. Bà Để bỏ chồng đã lâu, hiện sống với hai người con, một trai một gái, quê ở Hạ Hòa, Phú Thọ, lên Lâm Giang khai hoang đã mấy chục năm. Trong sinh hoạt hàng ngày, bà Để là một bà già lắm lời, sẵn sàng xắn tay áo chửi bới hàng xóm. Người con trai tên Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1984, đã bỏ học từ lâu, tính tình khá ngỗ ngược nên cũng ít người qua lại, giao du với gia đình này. Gia đình bà Để có khoảng nương nhỏ cách nương nhà chị Thanh không xa trên đỉnh núi lửa.
Khi tiến hành tiếp cận nắm tình hình về gia đình này, các trinh sát nhận được một tin quan trọng từ người dân. Thằng Tiến, con trai bà Để, đã không thấy mặt ở địa phương vài ngày nay, hình như là từ lúc tìm thấy xác cái Thanh. Cùng với đó, qua theo dõi tìm hiểu, các trinh sát cũng nhận thấy cùng lúc đó bà Để kêu ốm, cả ngày đóng cửa im lìm ở nhà chứ không đi sang hàng xóm chơi như mọi khi. Dự đoán đưa ra là chắc đã có biến cố nào đó xảy ra trong gia đình này. Cô em gái Tiến cũng có những thay đổi đáng ngờ, tất cả đều không qua khỏi con mắt của các trinh sát. Tuy nhiên lúc này tất cả những điều trên mới chỉ là nghi vấn, nhận định và chưa khẳng định được rằng Tiến liên quan đến vụ án. Chính vì vậy lúc này chưa cho phép tiến hành các biện pháp điều tra công khai vì sợ rút dây động rừng. Để khẳng định những nhận định, phán đoán trên, các điều tra viên lại một lần nữa lao vào truy tìm chứng cứ. Cơ quan điều tra nhận thấy độ héo của hai đống cỏ của hai nương ngô nhà Tiến và chị Thành giống nhau. Từ đó cho thấy rất có thể cỏ ở hai nương này đã được phát cùng một thời điểm, mà nhà bà Để thì không có ai khác vào nương làm ngoài Tiến. Cùng với đó, những thông tin thu thập được từ các nhân chứng dọc hai bên đường từ nhà Tiến vào hiện trường cũng cho thấy đã trông thấy Tiến vác cuốc lên nương vào buổi sáng ngày nạn nhân mất tích. Tất cả dường như đã đi đến một kết luận chính tên Tiến là hung thủ giết người. Nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở phán đoán, nhận định của các trinh sát, điều tra viên bởi vụ án xảy ra trên đỉnh núi không hề có chứng cứ, vật chất hay nhân chứng. Trong khi đối tượng nghi vấn đã đi khỏi địa phương nên chuỗi chứng cứ, nhận định, phán đoán trên được đánh giá là còn quá mơ hồ. Quay trở lại nhà bà Để, quá trình làm việc với các trinh sát điều tra, người đàn bà này tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn nhiệt tình cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu, kể cả đến nơi ăn, chỗ ngủ của các con cũng được người đàn bà này cung cấp. Khi các trinh sát ngồi xuống chiếc giường theo lời kể của bà Để là nơi Tiến thường ngủ tại đó, một trinh sát nhận ra trong lớp gối có tờ giấy gì đó. Kiểm tra thì ra là một lá thư Tiến viết cho mẹ, lý giải việc bỏ nhà đi vì giận mẹ mắng vô cớ. Sau khi đọc xong lá thư, các trinh sát bình thường ra về, thế nhưng ai cũng ngầm hiểu với nhau rằng lá thư kia là để cho cán bộ đọc. Vậy lý do tại sao mẹ con bà Để lại bày ra màn kịch này? Lý do chỉ có một, đó chính là muốn ngụy tạo, che giấu điều gì đó. Trong bối cảnh hiện tại, lý do duy nhất có lẽ chính là việc Tiến có liên quan trực tiếp đến cái chết của chị Thanh nên mới vội vàng bỏ đi như vậy. Hành trình tìm kiếm hung thủ bắt đầu. Suốt 719 ngày, Tiến vẫn bặt vô âm tín, chỉ đến khi bà Để, mẹ của Tiến có hành tung kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Tiến bỏ nhà đi mà bà Đôn rời khỏi nhà. Nhận định điểm bất thường này rất có thể liên quan đến Tiến, hai mẹ con có thể hẹn với nhau. Các trinh sát lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Và đến sáng hôm sau thì Tiến đã xa lưới khi lén trở về quê ngoại ở Hạ Hòa, Phú Thọ gặp mẹ như đã hẹn. Vậy là Tiến được đưa về cơ quan điều tra. Khi hỏi về tư thế giết nạn nhân, Tiến khai đã vật Thanh ra đất rồi ngồi đè lên bụng. Tuy lúc phát hiện thi thể đã phân hủy nặng nên pháp y không phát hiện được chứng cứ của việc nạn nhân bị xâm hại tình dục. Nhưng khi trinh sát nghe Tiến khai về tư thế ngồi đè lên bụng, họ đã linh cảm giữa hung thủ và nạn nhân đã xảy ra hành vi xâm hại. Và đúng như suy đoán, Tiến thừa nhận đã hiếp dâm nạn nhân. Theo lời khai của Tiến, mục đích ban đầu của Tiến là hiếp dâm. Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, bị nạn nhân chửi bới, dọa báo công an, Tiến lo sợ nên đã giết hại rồi mang xác đi giấu. Thấy có đôi hoa tai bằng vàng, Tiến tiện tay tháo luôn rồi đem về giấu trên mái bếp. Cuộc khám xét ở nhà bà Để đã thu được chiếc hoa tai tại vị trí Tiến đã khai. Gia đình nạn nhân nhận dạng xác định đúng là tài sản của chị Thanh. Với vật chứng đặc biệt quan trọng này, đã có đủ căn cứ chứng minh Tiến là thủ phạm và bản án tử hình được thực thi sau đó không lâu. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.